mình là Linh Muối đây, và hôm nay cái video thì mình sẽ chia sẻ về cái bí quyết làm sao để mình làm em mong của mình lớn lên từ 82 lên đến 90 nha. Thời cũng như là khắc phục cái việc hóp mong của mình trong vòng 1 tháng nha, cùng với thử thách của Chloe Ting. Cho những bạn không biết thì Chloe Ting là một người rất là nổi bây giờ, và bà có rất là nhiều program để mà có rất là nhiều cái chương trình cũng như là bài tập để giúp mong lớn, tay gầy đi hay là eo nhỏ lại. Sau khi hoàn thành cái thử thách eo thì mình khá là hài lòng, và bây giờ thì mình chuyển qua mong. Chloe Ting là một người cực kỳ dễ thương, bà ấy có rất là nhiều chương trình và tất cả hoàn toàn đều miễn phí kèm với lịch tập. Mình không có tham gia một cái thử thách nhất định nào cả, mình chỉ chọn những cái bài tập thực sự hiệu quả với bản thân mình, xong sau đấy mình tập trung vào những bài tập đấy thôi chứ mình không theo lịch. Nhưng bạn nào muốn thì cũng có thể theo lịch vào website của Chloe Ting nha. Và trước khi bắt đầu thì mình chỉ muốn bảo là các bạn xinh đẹp theo cách của các bạn. Mỗi người đều có một cái vẻ đẹp riêng, và các bạn không nhất thiết phải theo đuổi một cái hình mẫu body nào của cái xã hội này đặt ra cả. Các bạn nhất định không phải là có rú bự, eo thon và mong thật là bự, mong trái đào. Không, các bạn hoàn toàn có theo những cái chuẩn mực riêng của bản thân mình. Hãy tập yêu bản thân mình. Có thể mình hơi lép, hơi lùn một xíu, nhưng mình là mình và mình yêu bản thân mình. Đừng gượng ép bản thân mình theo một cái khuôn mẫu nào cả. Làm sao làm bản thân mình phải thoải mái và chính yêu chính bản thân mình đó nha. Việc mong hóp hai bên thì đấy là một chuyện khá là bình thường, và hầu như rất là nhiều người bị luôn á. Nên là các bạn không việc gì phải tự ti về cái việc đấy cả. Mình làm vì mình muốn, mình tập vì mình muốn thôi chứ chả ai ép cả. Thấy nhá. Và cái video này thì hoàn toàn là chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình, làm sao mình đã khắc phục cái mong hóp của mình cũng như là làm cho nó lớn lên một xíu và có hình trái đào. Sau một tháng thì mình thấy kết quả thực sự rất là hiệu quả. Đây là lý do mình ngồi lên đây và chia sẻ cho các bạn. Đây là hai bài tập, một bài là hip dip 10 phút và bài thứ hai là 15 phút nha. Hai cái bài tập này và link thì mình sẽ để ở dưới cái hộp phần miêu tả sau nha. Tập thì mỗi bài một lần thôi, thì tầm 25 đến 30 phút. Xong sau đấy có một cái bí quyết nữa mình làm thêm để giúp mong mình lớn nhanh hơn bình thường. Đấy là mình đã làm 300 cái glute bridge mỗi ngày. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái hình mình trước khi tập. Thì đây là mình cực kỳ lép. Mình không những lùn mà còn lép nữa. Thì người ta hay gọi mình là lin lép. Trước khi mà mình được gọi lin muối đó, thì là lin lùn lin lép nha. Thì đây là mình mong mình rất là lép luôn. Và mình khá bụng nữa. Trong cái đợt đấy thì mong mình chỉ 82 đoạn này thôi. Đây là mình và cái mông, thấy không? Không có một cái gì luôn. Tại cái điểm căng nhất của mông mình, tại cái điểm cao nhất của mông thì mình cũng chỉ có 83 mà thôi. Kia mình mặc quần thì nó như là một cái đường phẳng luôn, nó rất là lép. Thì sau một tháng kiên trì cái chương trình đấy, mình đã tập 30 ngày trong cái chương trình đấy. Là cái kết quả ngày nè, cho các bạn xem này, thì đó là mình. Cái vòng mông này thì đã lên là 90 nha. Và mông mình đã đỡ hóp hơn rất là nhiều luôn rồi, và thì nó đã trở nên săn chắc và căng tròn hơn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì vào luôn nào. Tập này thì cực kỳ đơn giản, không yêu cầu một cái kỹ thuật chuyên môn nào quá cao siêu hay là một dụng cụ nào quá khó khăn cả. Các bạn có thể bắt đầu với một cái thảm, một giờ đồng hồ và một chút nỗ lực kiên trì như lần trước. Ngoài ra thì nếu mà bài tập mình chỉ thì sẽ là không có dụng cụ nha. Và nếu bạn nào muốn tăng cường độ để mong lớn nhanh hơn thì các bạn có thể mua những cái band như này, thì sẽ giúp các bạn mong các bạn lớn nhanh hơn nha. Giờ thì vào luôn nha. Vật lộn với nó như nào và những cái cảm nghĩ và kinh nghiệm của mình khi mà những ngày đầu tiên của mình thì mình tập rất là vật vã và rất là mệt luôn. Những cái bài 15 phút thực sự 5-10 giây nghỉ của Chloe Ting là không đủ với mình. Mình rất là mệt và mình thường nghỉ lâu dài hơn. Và những ngày đầu tập tàn tập thì mình bị sai kỹ thuật là chuyện đương nhiên rồi, tại vì không có ai giúp đỡ, không có ai chỉnh form hộ, nên là mình sai kỹ thuật và mình tập bị đau lưng và đau chân rất là nhiều luôn á. Nên là những tuần đầu mình tập không có hiệu quả, thực sự rất là nản chí luôn ấy, kiểu tập mông, tập mãi mà nó không lên ấy. Nản dễ sợ luôn ấy, kiểu nhiều lúc muốn bỏ cuộc, dễ sợ muốn bỏ cuộc. Thứ nhất là vì mệt, thứ hai là vì đau lưng, đau chân mà mông thì nó không có lớn. Nhưng mà mình tự dặn lòng là phải cố lên. Kiên trì một tí nữa là sẽ có được cái mông quả đào, cái vòng mông 90 mà mình mong muốn. Nên là cứ cố lên. Đến cái tuần thứ 2, thứ 3 thì mình bắt đầu cẩn thận với cái kỹ thuật, cái form dáng của mình hơn. Thì mình bắt đầu thấy đau và hiệu quả. Nó đau, dã man đau luôn ấy. Cái lúc tập mà mình siết cơ mông ấy thì nó rất là đau luôn. Kiểu mình muốn bỏ cuộc dã man. Vẫn muốn bỏ cuộc luôn ấy. Nhưng mà phải cố lên, kiên trì một tí nữa là sẽ được. Thì đến ngày thứ 15 thì mình bắt đầu check kết quả. Thì mông mình đã lớn lên được 3cm là 85 đó. Thì nhìn nó săn chắc hơn rất là nhiều luôn á. Thế là có thêm một chút động lực, lại cố tiếp nữa, lại có động lực để tiếp, để hoàn thành cái thử thách này. Có động lực tiếp rồi nên là mình tập rất là hăng say luôn. Nhưng có mỗi tội là có mấy động tác nhấc mông lên ấy, mình ngại dã man ấy. Kiểu lỡ mà ai đi qua đường mà nhìn thấy ấy, hoặc là người quen bạn bè thấy cái cảnh này thì ngại chết đi được, kiểu hơi kỳ. Nhưng mà thôi kệ, nó thực sự là hiệu quả. Nên là mình nhắm mắt mặc kệ người ta nói gì, mình cứ tập tiếp thôi.
Lúc tập mông này thì mình rất hay bị đau gối, đầu gối hay bị thâm nên là mình thường cố gắng lót một cái tấm thảm gì ở dưới cho đỡ bị thâm gối, ngoài ra hoặc là dùng thảm. Và đặc biệt mình hơi bị đau bẹn ở những cái động tác như này, nên là nếu được thì cũng có thể lót cái chăn mỏng ở dưới hoặc là cái khăn mỏng ở dưới để đỡ bị đau bẹn hơn nha. Đến những tuần cuối thi thoảng có những ngày mình lười, cực lười, kiểu chán nản, không muốn tập đâu nhưng kiểu vẫn phải tập, vẫn phải kiên trì vừa một vòng mông bự ấy. Cố lên, không được nản chí bỏ cuộc. Và mình trong lúc tập thì mình cố gắng tập trung siết cơ mông để làm sao nó thật là hiệu quả và giữ lưng thẳng để tránh bị đau lưng. Thì có những ngày mình lười, kiểu mình tập xong hai bài kia rồi mình không muốn tập cái 300 cái động tác nhấc chân lên đâu, nhưng vẫn phải tập ấy. Nên là mình cố gắng học nhiều cái kiểu nhấc chân khác nhau để cho bị đỡ bị chán. Thì có rất là nhiều kiểu glute bridge khác nhau luôn, nhấc không lên thì các bạn có thể lên mạng và tìm hiểu để cho đỡ chán, thay đổi cho đỡ chán nha. Đến gần cuối thì mình quyết định dùng cái band để tăng cái cường độ tập lên để mong nó lớn nhanh hơn. Thì cái band thì các bạn có thể để kê ở dưới gối. Nếu mà bạn nào không có band thì cũng không sao, cứ dùng body weight đi, chả làm sao cả. Mình nghĩ cái chuyện quan trọng của cái việc tham gia cái thử thách này đấy là phải kiên trì, nỗ lực, không được bỏ cuộc giữa chừng đâu. Mình biết tại vì có những ngày thực sự rất là chán nản ấy, kiểu mệt rồi công việc bận bịu này nọ ấy, nhưng mà vẫn phải cố gắng kiên trì, chỉ một xíu nữa thôi là sẽ được. Cố lên. Về lịch tập thì mình tập mỗi sáng sớm nha, còn các bạn thì tập giờ nào cũng được, miễn làm sao phù hợp với công việc và cuộc sống của các bạn là được. Cái yếu tố quan trọng là lịch chọn cái giờ tập làm sao để ngày nào bạn cũng có thời gian tập được nó nha. Còn về bài tập thì mình chỉ tập 2 bài đấy của Chloe Ting cộng với 300 cái glute bridge là nhấc mông lên mỗi ngày như này thôi đó. Kiên trì là yếu tố quan trọng nhất chứ cũng không cần tập gì nhiều đâu nha. À, lúc các bạn làm cái động tác nhấc mông này thì chắc chắn là cái hông, cái lưng và cái đầu gối của bạn phải thẳng thành một cái đường thẳng nha. Và các bạn phải thấy siết cái phần cơ mông đấy sau mỗi phần tập thì các bạn nhớ trả lưng, giãn cơ lưng nha, để hạn chế bị đau lưng, và nếu không thì sẽ rất là bị đau lưng nhiều như mình tuần đầu luôn á. Nên là phải nhớ giãn cơ lưng sau khi tập đó. Giãn cơ lưng các bạn có thể làm động tác em bé hoặc là ổng lưng lên, ổng lưng xuống như này tầm 5 đến 10 lần. Xong hoặc là tập yoga nhẹ tầm 5-10 phút hoặc là tập những cái động tác giãn cơ để cho người bị hạn chế đau cơ nha. Tập thì các bạn cố gắng chậm mà chắc nha, chậm mà chắc, đừng có vội vàng làm gì cả. Từ từ chỉnh kỹ thuật cho đúng đã, xong rồi hãy tập. Tại vì không thì chấn thương thì nó rất là đau luôn á. Nên là đừng có vội đó nha, dục tóc bất đạt, cố lên. Và nhớ là kiên trì đó, tại vì tập mông nó lâu lên và nó khó lên so với những cái nhóm cơ khác. Đấy là đối với mình thì là vậy, nên phải kiên trì đó nha. Okay, vậy là đã xong một tháng rồi và thế thì trong vòng một tháng và mông mình đã lớn lên được 8cm. Cùng với những bài tập cực kỳ đơn giản mà mình không phải ra vòng tập. Trong cái quá trình tập thì mình vẫn giữ cái chế độ eat clean của mình và tăng một chút cái cường độ protein lên. Và vẫn eat clean để giữ cân được mà không bị tăng mỡ nhiều quá. Muốn thắc mắc về cái chế độ ăn của mình thì các bạn có thể follow Insta eat clean lên mới đó nha. Mình có post thực đơn hàng ngày ở trên đấy. Và nếu bạn cần động lực cũng như là còn câu hỏi liên quan đến chế độ ăn uống và lịch tập thì các bạn có thể inbox thẳng cho cái Instagram linmuối.k của mình nha. Cái video này thực sự là hoàn toàn về cái thử thách tập mông của Chloe Ting. Và theo như mình thấy thì nó cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn nào bị mông hóp và đít lép như mình thì mình highly recommend là các bạn nên tập bài này, nên tập những bài này. Và những thứ bạn cần đấy là kiên trì. Chỉ một chút kiên trì nữa thôi là các bạn sẽ có được những thứ bạn muốn. Nên là cố lên đó nha. Yêu mọi người, cố lên một chút nữa thôi các bạn sẽ đạt được những thứ bạn muốn. Nên là cố lên, không được bỏ cuộc đâu á. Video nó chỉ đến đây thôi, và nếu bạn nào thấy cái video này thú vị, hữu ích thì các bạn nhớ like, share và subscribe channel của mình nha. Love you all. Yêu mọi người nhiều.